Tử vi tuổi Thân tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh cả về thể chất và tinh thần, sức mạnh của sự khôn khéo được mọi người tôn kính. Và những người tuổi khỉ vì thế mà họ rất là thông minh, sắc sảo, luôn đạt được những thành công trong cuộc sống của mình. Họ là những người có uy quyền, có địa vị. Vâng, và những gia chủ tuổi Thân họ cũng sống rất là vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và cùng với đó chính là niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy mà những gia chủ tuổi Thân có rất nhiều những mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến, kính trọng. Họ cũng có một con mắt rất là tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho những người khác những mối nguy hiểm đang rình rập phía trước cũng như là phía sau. Nhờ vào sự tinh ý ấy mà những người tuổi Thân dễ dàng thấu hiểu được tâm tư và nỗi niềm thầm kín của người khác. Và từ đó thì họ sẽ có những cách chia sẻ giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn hoạn nạn và đặc biệt đó là về mặt tinh thần. Vâng, và thưa quý vị, trong tháng 4 âm lịch thì những gia chủ tuổi Thân phạm phải hạn xung thái tuế. Đây chắc chắn là một năm mang lại nhiều trắc trở đối với tuổi này. Vậy thì không biết rằng với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình sẽ như thế nào? Và chúng tôi đoán rằng là những khó khăn trắc trở đó sẽ không làm cho những gia chủ tuổi Thân nhụt chí. Nhờ được thần tài ban lộc và quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên trong năm 2022 Nhâm Dần thì gia chủ tuổi Thân dễ dàng có thể vượt qua được mọi khó khăn. Và tử vi học cũng dự báo tháng 4 âm lịch cũng chính là thời điểm đột phá của những gia chủ tuổi Thân. Vậy thì vận trình tài lộc của gia chủ tuổi Thân trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý gia chủ tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tháng này được cục diện nhị hợp trợ lực nên công việc làm ăn, kinh doanh của các quý gia chủ tuổi Thân có sự mở mang và khởi sắc hơn so với năm 2021. Ra ngoài gặp được quý nhân trợ giúp nên mọi việc khó khăn đều được giải quyết. Đối với quý gia chủ tuổi Thân làm kinh doanh, tháng này sẽ có sự hợp tác mới hoặc là đối tác mới. Tuy trước mắt có thể chưa đạt được kết quả khả quan nhưng về lâu về dài sẽ là tiền đề cho sự phát triển sau này. Phong thủy lộc tài nhắc quý gia chủ tuổi Thân hết sức lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Xuyên suốt tháng này chính là điềm báo cản trở do hiềm khích cá nhân hoặc đố kỵ tiểu nhân. Gia chủ chớ vội đắc ý mà lơ là kẻo tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thì quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này tuy công việc có hành thông thuận lợi nhưng thu nhập lại không được như mong muốn. Những người làm ăn phải vô cùng vất vả mới được kinh doanh đi đúng quỹ đạo. Phần lớn thành công liên quan đến phương diện tài chính đều là do bản thân tự tích tiểu thành đại. Tháng này, nếu có ý định đầu tư thì quý bạn nên tập trung vào các dự án nhỏ lẻ. Những mối làm ăn nhỏ sẽ mang lại nhiều tài lộc hơn cho bản mệnh trong năm Nhâm Dần. Đối với người làm công ăn lương thì phương diện tài chính cũng chỉ dừng lại ở mức đủ chi tiêu. Tuy nhiên, nếu quý bạn chịu khó tìm thêm cho mình các công việc tay trái thì thu nhập vẫn có thể tăng lên một cách đáng kể. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Thân để có thể mang lại tác dụng
phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe, xem tử vi sức khỏe của tuổi Thân trong tháng này không có gì đáng lo ngại, bệnh nghiêm trọng không mắc nhưng bệnh vặt thì khó tránh. Tuy nhiên, có bệnh ắt có thuốc chữa, sớm gặp thầy gặp thuốc mà không có nguy hại. Dưới tác động của hung tinh, gia chủ cần phải cẩn trọng hơn trong quá trình lao động hoặc sử dụng những vật bằng kim loại sắc nhọn, rất dễ gây tổn thương. Bên cạnh đó cũng cần phải chú ý vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc gặp họa về đường sông nước vào khoảng thời gian cuối tháng. Các quý gia chủ tuổi Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên gia đạo cho quý gia chủ tuổi Thân có gặp đôi chút bất lợi và thấy rõ nhất chính là sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực trong cuộc sống. Đôi lứa mới chớm nở tình yêu đã vội vàng chia ly vì những cản trở. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc có ý định tiến tới hôn nhân thì nên sớm đưa ra quyết định, tránh mập mờ mà tình cảm nhạt phai hoặc người khác có cơ hội xen ngang gây điều phiền toái. Năm nay nữ mạng đào hoa vượng hơn nam mạng, có thể mở rộng quan hệ xã giao chủ động hoặc thụ động qua mai mối cũng đều gặp được người tâm đầu ý hợp. Nam mệnh vì mải mê phấn đấu cho sự nghiệp gặp nhiều áp lực nên khó mở lòng. Và do vậy, nam mệnh dễ bỏ lỡ cơ hội tốt. Tử vi của từng tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Thân, sinh năm 1956. Nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp, thì quý gia chủ tuổi Thân sinh năm 1956 sẽ gặp phải khá nhiều điều không như ý muốn. Bản mệnh phải chịu sự cạnh tranh gay gắt hoặc có nhiều yếu tố cản trở, khiến kế hoạch khó có thể hoàn thành đúng thời hạn. Người làm ăn kinh doanh cũng vướng phải nhiều khó khăn và thậm chí là phải chịu đựng sự ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Những lúc như vậy, bạn cần phải bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề và chớ nóng nảy kẻo rơi vào bẫy. Phương diện tình cảm cũng không thực sự thuận lợi. Bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Nếu không có cách giải quyết khéo léo thì dễ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Vận trình của người tuổi Thân sinh năm 1968 trong tháng 4 âm lịch phủ một màu ảm đạm. Đặc biệt là trên phương diện tài lộc, nhiều người vì thiếu kiến thức đầu tư nên tài lộc dễ bị tổn thất nghiêm trọng và thậm chí là phải gánh một khoản nợ nặng nề. Công việc cũng không được thuận lợi như ý muốn, vì vậy làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nghe theo lời xúi bẩy của người ngoài. Muốn gặt hái thành công thì bạn cần phải cố gắng dựa trên sức của mình, chớ phụ thuộc hoặc hãm hại người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ tái phát nặng hơn và nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ gặp phải biến chứng. Vì thế, ngày thường, bản mệnh chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp thì bạn dễ phải chịu tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bạn cần nghiêm khắc với bản thân mình và tự tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng dễ phải chịu thử thách trong thời điểm này. Bạn cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần phải tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện, tâm sự với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Trên phương diện sự nghiệp thì dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc sẽ tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chăm chỉ làm thêm thì ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được một nửa kia phù hợp. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác. Người đã lập gia đình thì cần phải chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu đến quan hệ vợ chồng. Tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Trong tháng 4 âm lịch, thì người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 sẽ có nhiều cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được điểm số khá quan trọng trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải đấu tranh nhiều hơn và không nên lười biếng. Đồng thời, sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết tận dụng, thì cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
Về tình cảm, vì đang ở trong độ tuổi mộng mơ nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cha mẹ và thầy cô không hài lòng. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuyệt Tý. Đối với người tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022, dương lịch có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 4 năm 2022, tức ngày 13 tháng 5 năm 2022, dương lịch có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 4 năm 2022, tức ngày 25 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với người tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 4 năm 2022, tức ngày 4 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 4 năm 2022, tức ngày 16 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tức ngày 28 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch, và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể nhận thông báo từ kênh, để cập nhật những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh mỗi ngày. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Mình chúc tất cả quý vị may mắn, bình an và thành công.